Sau lễ giao nhận quân, những thanh niên bắt đầu cuộc sống mới trong môi trường quân đội với nhiều sự khác biệt. Những bỡ ngỡ, lo lắng ban đầu là tâm lý không thể tránh khỏi, nên sự đón tiếp hướng dẫn ân cần ngay từ khi chiến sĩ bước chân vào đơn vị là rất quan trọng. Qua đó sẽ giúp các tân binh cảm nhận được doanh trại chính là ngôi nhà thứ hai và chỉ huy, đồng đội là những người thân trong gia đình. Tại Sư đoàn 8, Quân khu 9, buổi đón tiếp tân binh diễn ra trang trọng và gần gũi. Quân trang cá nhân của từng chiến sĩ được điểm nghiệm kỹ lưỡng, chu đáo để kịp thời cấp đổi, bổ sung những đồ dùng còn thiếu hoặc chưa phù hợp, không để chiến sĩ mới phải thiếu thốn trong sinh hoạt, học tập tại đơn vị. Lúc chưa nhập ngũ, em nghĩ là trong môi trường quân đội chắc rất là khô khan. Nhưng khi bước vào đơn vị, em nhìn thấy băng rôn khẩu hiệu cờ hoa rực rỡ, được các anh đón tiếp hỏi thăm rất là ân cần, em cảm thấy rất là ấm áp và thân thiện. Việc đeo quân hàm, sắp đặt ba lô hay để giày dép gọn gàng theo quy định là những bài học đầu tiên khi về đơn vị của những thanh niên tuổi 18 đôi 10 này. Mỗi việc đều có sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp. Các đồng chí cán bộ luôn quan tâm hỏi han hoàn cảnh gia đình, quan tâm động viên như anh em trong nhà. Em cảm thấy thật sự rất yên tâm trong môi trường quân ngũ. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện đạt thành tích cao. Thường xuyên quan tâm, gặp gỡ động viên đối với các đồng chí chiến sĩ mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các đồng chí chiến sĩ mới là người dân tộc. Đồng thời tiểu đoàn cũng quan tâm bảo đảm tốt về đời sống vật chất tinh thần cho chiến sĩ mới. Thì thời gian tới đây thì đơn vị cũng sẽ tổ chức nhiều các hoạt động về giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 2 năm nghĩa vụ quân sự là một hành trình rèn luyện đầy gian nan, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào của các thanh niên nhập ngũ ở Sư đoàn 8. Những tình cảm tốt đẹp giữa cán bộ và chiến sĩ, cùng sự gắn bó giữa những người đồng đội trong đơn vị, được xây dựng ngay từ những giờ đầu, ngày đầu, sẽ giúp những tân binh này dần trưởng thành và cảm nhận rõ sự thiêng liêng của hai tiếng, đồng đội.